Vì mình ăn cái này thấy dẻo dẻo mà đó giờ không biết làm sao mà nó dẻo được vậy ha. Preview. Chào cả nhà nha, hôm nay em làm món chè bưởi nha. Lần đầu tiên làm luôn, thử coi thành công không. Cái bưởi này gọt, bỏ vỏ xanh nè, bỏ cái vỏ xanh ngoài á. Vậy này mình chỉ lấy cái phần cùi trắng ở trong thôi. Cái xanh này nó đắng này mình bỏ nó. Cũng hơi sâu sâu vậy phải không? Ừ. Cũng đừng sâu quá nó mất thịt hết. Rồi cái như đây nè. Rồi thế mình tách ra, mình lấy cái cùi gì vậy? Những tay cái nè. Tách nó kìa. Cái bưởi đẹp nữa, ngon ghê luôn. Hồng. Bưởi này bưởi da xanh nè, ngon. Ừ. Dặn ký mà. Ừ, rồi. Đẹp không? Nhìn này. Nhỏ là chơi mà kiểu mà đội đầu á. Nào. Đội đầu cho tóc màu ra phải không? Tách mình lấy cái vỏ, cái cùi trong xong cái mình bỏ cái phần là phần này nè. Chồng xét cái thịt đó. Cái này nó dai lắm, nó không giòn. Mình lấy mình bỏ ra. Gọt bỏ luôn. Bỏ đi. Rồi giờ cuộn cái cùi trắng, cái miếng này em lấy xong rồi, em chuẩn bị cái thau nước vậy ha, để mình sắc lựu bỏ qua. Bỏ vô cái thau nước đó muối. Bỏ vô cỡ 2 muỗng canh đi. Nhiều cũng không sao chứ lát mình xả ra mà. Bỏ muối để ngâm cho nó hết chất cám đi. Rồi giờ xả hạt lựu bỏ qua nha. Hạt lựu nha. Dung dung vậy nè. Bỏ vô thau. Xách hạt lựu hả? Xách cái sợi dài cũng được. Mình thấy nhiều người ta xách sợi dài á. Rồi em xắt xong rồi em bỏ vào đây, cái giờ em nhồi 5 phút ha. Nhồi với nước muối nè cho cái chất cám nó ra. Nhồi 5 phút đi rồi cái mình mới ngâm 30 phút. Ngâm xong cái mình xả lại với nước lạnh nhiều lần. Rồi cái lát mình làm tiếp còn lần sau nữa em nói nữa. để nhồi 5 phút với nước muối nè. Thời gian chờ đợi bưởi nó ngâm á, giờ em quay qua em nấu đậu nha. Đậu là em mua 100g, do nhiều nước rồi giờ bắt lên bếp mình ngâm ha, mình nấu ha. Nấu cỡ 10 phút vậy. Nấu thôi, đậu không có mềm nha, nó hơi còn nguyên hột á. Rồi, giờ nấu 10 phút nha. Mùi bưởi này ngâm nước muối 30 phút rồi nè. Giờ em dắt em xả nhiều lần ha. Dắt cho nó thôi nè, cái bỏ qua nước lạnh. Nước lạnh. Mình lát mình dắt mình xả nhiều lần nước vậy đó, cỡ 5-6 lần vậy đó. Cái củ bưởi này em rửa em xả với nước lạnh cỡ 7-8 lần rồi nè. Bây giờ cái em đem qua em trụng với nước phèn ha. Rồi qua trụng ha. Rồi bắt lên một cái nồi nước ha. Bắt nồi nước chờ nó sôi đi. Cái giờ em qua em đâm phèn cho nó nhuyễn rồi bỏ vô. Rồi bỏ vô rồi mình trụng thôi. Để vô tan nè, à, đâm hơi hơi nhỏ nhỏ vậy nè. Có màu tan chứ không vậy chứ. Mình bỏ vô cái nồi nha. Giờ nước sôi cái mình trụng cái cùi bưởi nãy. Rồi nước sôi rồi, giờ em bỏ vô cái cùi lơm trần nha. Trần sơ thôi, chứ không có nấu chín. Trần sơ. Trần có 1 phút. Rồi em trần nhì sơ thôi, rồi giờ em vớt rồi bỏ nó đá lạnh nha. Bỏ vô thau đó là em chuẩn bị vậy nè, cho nó giòn á. Nó giòn. Ngâm nước đá cho tan hết nước đá rồi nè, giờ cái em xả nhiều lần ha. Mình dắt thì cô mình cứ xả vậy đó 5-6 lần cho nó hết cái chất chua là được. Dắt xả nó à, dắt cho nó khô nước vậy luôn nè. Rồi bỏ vô cái thau nước bên kia. Mình cứ làm vậy hoài 5-6 lần vậy đó. Này, hết chất chua. Bỏ vô thau. Rồi cái cùi bưởi nãy giờ em dắt được 8 nước đó. 8 nước nha. Em ăn thử nè. Nó hết đắng rồi. Giờ em đi ướp đường nha. Bỏ vô đây 2 muỗng đường. 2 muỗng đường nha. Rồi. Trộn lên. Cái mình ướp cỡ 15-20 phút gì đó cho đường nó thấm vô cùi bưởi nè, xong cái mình đem đi sên, mình đem chảo mình sên, mình rang á. Rồi, giờ để đây cho nó thấm nha. Bưởi này nãy em ướp đường được cỡ 30 phút nó thấm vô rồi nè. giờ em đem lên cái chảo em sên cho nó khô, nó ráo rưỡi này ha. Rồi bật cái chảo ra, bỏ cái cùi bưởi vô. Cái lửa nhỏ thôi, nhỏ xíu à. Nữa em đổ dầu chiên chứ. Không có. Nghe cho nó ráo. Nó với thấm đường vô cái cùi này nè, nó ăn mình ăn nó ngọt. Với nó vị của đắng nó cũng bớt. Nếu mà nó còn nó sẽ bay đi. Như nó cho nó rút cái phần nước ra hết. Rút sao? Nước đường á. Rút đường nước ra. Chan lửa thiệt nhỏ nha. Gan cho nó cái này nó ráo khô nước xong cái em áo bột năng, áo bột năng xong cái em đem đi luộc, tốn công sức mới đem đi nấu chè. Nó không cái công đoạn mà mình sơ chế cái cùi bưởi này là lâu nhất, là làm cực nhất luôn á. Tốn công quá ha. Làm tốn công lắm. Nhưng mà ăn ngon. Gan giờ nó ráo nước rồi nè, mình khói bốc nghi ngút lên hồng, chuẩn bị được rồi đó. Cùi lưỡi của mình giờ nó ráo rồi nè, thấy không, khói bốc nghi ngút luôn nè. Giờ đường nó áo vô trong đó được không? Ừ, nó thấm đường vô mấy đó rồi. Rồi giờ em đổ ra em nấu bột nha. Em chút ra cái thố này ha, bột nóng. Rồi còn nóng giờ em đi em ấy bột năng luôn. Em bỏ vô 4 muỗng bột năng. Trộn lên. Trộn lúc còn nóng như nè, bột nó thấm nó áo vô cái cùi bưởi của mình á, nó dễ. Trộn đều lên cho nó thấm, nó áo đều. Đẹp rồi ha. Nó hấp dẫn này á. Chưa có thành món chè đâu, chỉ là mới nguyên liệu thôi. Đều rồi đó. Được rồi, trộn nhiều quá nó chóc lên á. Nó áo đều rồi được. Em có chuẩn bị cái gỗ nè, cái gỗ với hao để mình gây cái bột thừa nó ra. Đó, giờ nó đẹp rồi nè. Rồi, rồi đều rồi. Giờ mình vắt nước thì mình luộc. Bột đã thấm đều luôn rồi. Rồi. Cái này bột ráo xong rồi, giờ em bắt cái nồi nước lên để luộc nha. Để nắp lại cho nó sôi rồi mình luộc. Nước sôi rồi. Vậy em luộc cái cùi bưởi nha. Bây giờ này luộc để vô nè, nó nổi lên là được á. À, nó nổi lên là chín hả? Nhanh á, có 2-3 phút đã nổi lên. Chắc cái lớp bột nó chín nè, bắt đầu nổi lên ha. Nó nổi lên mình vớt ra, bỏ vô. Nó mới chín một số cái hả? Rồi nổi giờ nó chín rồi em vớt ra nha. Bỏ vô than nước đá liền nè. Tắt bếp. Bỏ vô than nước đá gì nè cho nó đừng có dính lại nhau á. với tạo sự độ giòn cho cái mùi bưởi nữa. Wow, mấy củ bưởi anh nhìn thấy không? Hấp dẫn nghe ha. Trong luôn. Trong veo luôn. Veo luôn nè, mà hồng hồng nữa. Hồng hồng là do cái cùi mà bưởi da xanh đó, nó có màu hồng. Rồi để đi giờ bắt nước lên mình nấu chè nha. Bắt nồi lên ha. Cho vô lít nước. Bỏ vô nửa chén đường để cho nó sôi đi rồi mình bỏ mình nấu tiếp. Nè em ngâm nước giờ em chút ra cho nó ráo nước rồi nè, để mình để như này chè. Nhìn trong veo ngon quá ha. Chị mình ăn cái này thấy dẻo dẻo mà đó giờ không biết làm sao mà nó dẻo được vậy ha. Giờ nay em nấu anh mới biết á. Có lớp bột ngoài nó dẻo dẻo à. Trong veo luôn. Giờ em làm cái chén bột để mình để vô cái chè cho nó sệt sệt ha. Bột năng nè. 2 muỗng. Để vô ít nước. Quậy cho nó tan ra. Rồi nồi nước đường của mình nó sôi rồi nè. Bỏ cùi ôi gì đẹp quá, trong veo đẹp quá. Vô. Thấy lên. Rồi đậu xanh nè. Bỏ vô luôn. Để nắp lại cho nó sôi lên. Cái mình bỏ bột năng vô. Sôi rồi giờ em bỏ bột năng vô nha. Quậy đều lên. Bỏ bột năng vô cái nồi chè mình nó kẹo á. Đồ sơn. Đúng không? Đúng không? Hấp dẫn vậy không? Trong veo luôn ha. Nhìn thấy hấp dẫn rồi á. Rồi, vậy là chính là anh tắt bếp thôi. Tại vì bột mình quậy nhiều nó sẽ lõn ra, tắt bếp thôi rồi. Tắt bếp. Rồi giờ đi thắng nước cốt dừa. Nước cốt dừa nè. Em mua cỡ nửa lít. Mua kêu người ta ấy giùm luôn. Dắt giùm mình á. Rồi bỏ đường vô. Nửa chén đường. Để đường vô xong nha, quậy cho nó tan. Rồi giờ bắt lên bếp ha. Rồi thời gian chờ đợi nó sôi á, em làm cái chén nước bột năng để làm cho nước cốt nó đặc lại nha. 2 muỗng bột năng ha. Chế vô ít nước. Quậy cho nó tan nha. Mình quậy cho nó tan hết đường đi cho nó sôi lên. Để dằn xíu muối nữa, để em để miếng muối vô. Nửa muỗng cà phê muối vô. Quậy lên. Rồi chờ sôi đi. Mình quậy đều nè, phải rất cái chất béo đó. Đóng lên trên. Rồi bỏ bột vô nha. Nó vậy cho nó tan đều bột nha. Rồi được rồi, tắt bếp thôi. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi. rồi em múc chè ra ăn ha. Múc cái chén. Ồ thấy ngon chưa? Để nó nguội nguội nó cũng đặt lên nữa nè. Cái miếng bưởi trong dèo à. Chẳng chưa? Múc nước cốt để lên. Cốt rồi ha. Hấp dẫn quá. Làm ly này ăn đá nha. Cái này ăn nóng ăn đá cũng được, để em ăn thử coi ăn nóng hay đá ngon hơn. Giờ em ăn thử nha, em ăn cái chè mà không có đá chứ. Ngon quá. Wow, nhìn thử nha. Ngon. Dai hả? Cái miếng bưởi nó giòn, ở trong nó giòn. Ở ngoài nó dai dai. Cái cốt béo nè. Với đậu xanh nữa. Ăn chung nó có gì mình chọn lên. Ăn ghiền luôn á. Rồi mình thử cái miếng đá nè. Bỏ viên đá vô. Đổ rồi. Cái đá vô trộn lên ăn thử ngon hơn ha. Miếng bưởi trong dèo à, ngon nghe không? Rồi em ăn thử à. Ngon quá. Để đá ngon hơn anh ơi. Nó là lạnh. Cái này em nêm theo khẩu vị của mình là nó ngọt vừa à. Này nó đang ngọt hơn thì để thêm đường. Dạ sực sực thôi. Ngoài ra trong giòn. Ngon quá. Thêm đá vô. Để đá vô giờ nó lạnh rồi nè. Em ăn. Ngon quá. Mấy bạn làm thử em món này nha. Dễ làm lắm. Ăn ghiền luôn á. Thôi giờ mình ăn hết ly này nha. Bye bye các bạn nha. Nếu thích thì các bạn hãy bấm like cũng như là chia sẻ video. Bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.